đến đây nữa hả? Chúc mừng. Vô chụp hình nè. Ủa? Cứ tặng quà đi. Hôm nay tụi chị không có mua bông, tại chị biết là bông sẽ rất là nhiều, cho nên là thôi giờ tặng quà cho công ty của Hùng Thuận đi ha. Tặng quà lớn hơn cho nguyên công ty nha. Đi cọc. Mẹ tôi hôm nay không có ở ngoài Phan Thiết, Phan Rang gì đó.
đến cho khách hàng tiềm năng. Không ai mời đó. Thưa quý vị, chỉ có những lúc nữa thì buổi lễ ra mắt trung tâm triển lãm hoạt động sản Tây Nam. Ngay sau khi buổi triển lãm sắp được bắt đầu, tôi sẽ mời quý vị cùng đón đầu chúng tôi sự kiện diễn ra trong trang trọng nhất. Xin chào quý vị. Thank you.
ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.